Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì sáng hôm nay mình đi xuống Thới Thuận nha các bạn. Mình đi xuống mình gửi quà cho bà Tám. Hiện giờ mình đi tới ngã ba Đê Đông rồi. Mình mời cô chú anh chị và các bạn đi theo mình. Đây là ở ngã ba Đê Đông. Nếu mình quẹo trái thì mình qua xã Thừa Đức. Còn mình đi Thới Thuận thì mình đi thẳng luôn nha các bạn. Đi xuống tới ngã tư rồi nha các bạn. Còn 7 cây nữa là tới ủy ban xã Thới Thuận. Đây nếu mà quẹo phải thì qua bên xã Thành Phước, ủy ban xã Thành Phước. Còn đi thẳng là xuống bến Đò Thủ qua bên Ba Tri. Đây là vô Thành Phước nè. Thẳng đó là xuống Ba Tri, qua bến Đò Thủ qua bên Ba Tri. Còn mình đi Thới Thuận là mình đi thẳng xuống đường này. Đây đường xuống Thới Thuận. Cây cầu kém trên đường xuống Thới Thuận, cầu kém dưới. Đây là tới cầu Dũng Luông qua chợ Thới Thuận. Đây là chợ Thới Thuận. Bây giờ mình đi đường này, đường này là ra cầu Yên Hào. Cái con đường quẹo vô nhà bà Tám. Ở ấp Văn Quá Thới Hòa 1 nha các bạn. Hiện giờ mình đang đi tới nhà của bà Tám rồi. Đây, nhà bà Tám là ở trong cái đám xài này nè.
Gì làm gì á? Dạ con đem nước xuống cho bà Tám à. Dạ. Dì Đinh vô con được không? Dạ. Dì Đinh vô con đi, tại con mắc cầm cái máy quay. Có cái móc dạ. Rồi với đây là trước nhà của bà Tám. Cho à. Dạ. Cậu luôn cho rồi đi. Dạ. Chứ bà không biết ai. Bà đâu nữa. Giờ đau nữa. Dạ, giờ đau hả bà Tám? Đau rồi. Dạ. Rồi gì để đấy một con đi. Dạ cái này mở ra giùm con đi. Tại con rạn xe con buộc lum hết rồi. Bà Tám nay khỏe không mà giờ chưa dậy? Cái mền hả? Dạ cái mền. Con tên Vũ bữa con xuống với chú Ba đó, bữa mà xuống cho gạo cái gì? Dì mở ra em con luôn đi. Dạ. Dạ. Bà đang ra đây được không bà Tám? Bữa đó con có hỏi mua chiếc xe cho bà. Mua chiếc xe nhưng mà người ta nói là người ta sản xuất ra có con cảo đó hà. Nha bà Tám. Có nghe đâu rồi. Không nghe, gì nói lớn lớn lên con ơi. Tại hổm gì chỉ ước có chiếc xe thôi à. Xe có cỡ này ra cỡ cao hơn. Dạ người ta nói là người ta làm ra là chỉ có một cảo một thôi. Chứ không có rùng. Thành ra con không có mua được. Mua chinh cho chiếc xe mà có cỡ xe cao quá à. Có một cỡ mọc mà nghe bà. Xe có một cỡ mọc à chứ không có cỡ lùng. Rồi lùng bữa đó thấy cỡ dưỡng tám mà chinh không nghe. Ông chinh ông hứa không cho rồi con chở đi mất tiêu rồi. Hả? Dạ. Vậy cậu đó có mua cho chiếc xe mà có cỡ hả? Con chụp hình chứ hoài nhỉ. Dạ chụp hình để Mạnh Thường Quân cho cho quà nè. Mền. Đưa đưa cái mền cho dì thấy, cho bà thấy chứ. Đấy. Cái mền đây. Để nè, ôm đi. Dạ. Dạ để chụp hình nè, dì dì gửi dùm con. Nè, cái dầu với 200 ngàn. Cái dì hai chơi á, ở Bình Đại á gửi cho bà là một cái mền với một chai dầu nước xanh á. Không nghe hả? Cái dì chơi á Bình Đại á cho chai dầu với cái mền. Ai? Dì hai chơi. Hai chơi á, hai chơi ở Bình Đại á. Biết không? Nhớ mà biết không? Không biết, không nhớ. Dạ gửi cho dì cái mền với chai dầu nước xanh. Còn dì hai mà bán thuốc hút á cho dì 200 ngàn. Dì biết dì hai bán thuốc hút ở tên chợ Bình Đại không? Không biết cái gì đâu. Dạ. Giờ không nhớ ai đâu rồi. Dạ. Rồi cô Mỹ ở quận Thủ Đức á gửi cho bà lốc nước. Chá hả bà? Bị chá nắng hả? Chá nắng hay gì? Hả? Chá nắng hay gì? Có chá nắng không? Không nghe. Mắt không quá, không phải là lớn quá, không cự nạt bà, mà nó nhỏ thì không nghe. Dạ.
Rồi nãy nói vụ chiếc xe bà Tám nghe không gì? Tại hổm con cũng hỏi mua đó. Cậu này có hỏi mua chiếc xe cho nhưng mà xe cao quá à. Mới thấp thấp cao được. Không có cỡ thấp. Dạ người ta sản xuất ra có con cỡ một à. Gì? Cỡ này không? Dạ con cỡ đó vậy á. Cỡ này thì phải đi được. Đằng này nè. Cao quá lên không được, xuống không được. Sao hổm gì nói chiếc xe này cao? Không được. Xe kia cao rồi sao mày cậu mẹ cậu. Đó. Là má bỏ ngoài đó một chiếc á hả? Bỏ ngoài đó đi lên té xuống lên cũng té xuống cũng té nè. Còn chiếc này là sao? Chiếc đó là vừa. Đó nó không cái bánh đẩy không được. Bánh nào? Rồi? Cái bánh đó đẩy lên xe đó rồi nó phải dẹo lại không? Dẹo lên được nó xuống. À có nghĩa là cái bánh trước đừng có quay qua quay lại á hả? À, không có quay qua quay lại được. À cái con đâu đâu gì đẩy tới đẩy lui đi, cái này nó quật qua quật lại á hả? Quật lại, quật ấy từ 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 nên ấy còn mình bả có làm sao mà quật qua quật lại vậy? À vậy là ý bà muốn là nó đừng có quật qua quật lại vậy. Cái xe này cũng lâu năm rồi. Thành được chưa? Nên lát không bác. Hả? Sáng bà ăn sáng chưa? Không nghe. Không nghe hả? Bà cất tiền đi để bay à. Cất tiền đi. Tiền à. Dạ. Bị ban nè tôi nè. Chùa cho cái mền với cái mùng treo đây nè mà mất rồi. À, xin cặp cửa không có. Họ nói con cháu đông con cháu giàu, giàu nó mặn nuôi vợ nó chứ nuôi mình hả? À. Xin cái cửa. Đóng à. Dạ cái cửa này đi, cửa đặng đóng lại hả bà? Nằm nào ai lấy thì không biết. Dạ. Đi mình lại chụp hình hoài con. Dạ hình bà đó rồi dì hai đó, dì hai thấy dì hai Mỹ mua đồ cho bà đó. Bà nói là tôi chợ đông chợ giàu, chợ đông lắm mà nó mặn nuôi vợ nó cho nuôi mình ha, tôi không chồng con rồi nhỏ giờ dạ tôi mặn rồi ăn ai cho nó. Dạ. Có bình đại cho mà gạo trú chút chút không à. Còn đây họ cho trú chục ký, chục ký. Dạ. Nó cao quá đứng không được. Họ dò té đứng không được. Dạ. Không hả? Dạ. Dò đứng không có được. Dạ. Rồi vậy ý bà Tám muốn là dạ dạ rồi con biết rồi. Nó cái bánh đó là phải đi thẳng luôn. Thành rồi chưa? Dạ rồi. Đường không à, mình đập không à. À cho bữa nào cũng mua ăn vậy đó. Chứ không ai cho con nào á. Bạn đậu 10 ngày ăn được ngày, rất là ăn không được ngày, 15 ngày ăn dính là ngày. Tôi tôm cá sạch sẽ, có tôi ăn trái cây ra mắt đây. Ăn trái cây. À, bà thầy bà nói tôi ăn kem đậu thai, không ăn bánh ăn trái cây, đó họ cho hộp bánh cả. Nó ăn nè, à, tôi cho ra ngày tôi bác cho người miếng miếng, tôi ăn. Dạ, bà chỉ thích ăn trái cây thôi hả? Ăn trái cây à. Dạ. Ăn mãn cầu, ăn loạn, ăn vậy đó chứ. Dạ. Vậy là mua miễn cầu đây. Bà thầy bà nói chim đậu thai lâu chết lắm. Rồi đó tôi mặc cái mã, học mã chưa á. Bà nói ở trong nhà tôi đi ngoài sân cho tôi không có coi. Tôi đi ngoài lộ thấy bà nói mã chim đậu thai lâu chết lắm. Bằng mã chi mà sớm mục, mục lộ bỏ rồi. Bằng mã chi sớm mục. Bà nói chim đậu thai bà chứ. Bà lâu chết lắm. Dạ nói bà Tám á hả? Ta nhỏ người ta tôi đã chết rồi hả? Dạ. Tôi kéo dài à, mà tôi nói tôi giá đêm mấy ngày hả?
cho đi sống thì đừng cho đau nhức gì hết á. Tôi không ấy cho nhắm mắt xu tay theo mấy anh. Tôi có thể 8 anh em chết rồi hả? Dạ. 3 anh trai, 5 chị gái chết rồi. Dạ. Giờ còn có bà Tám thôi. Tôi còn đây nè. Dạ. Bà thầy nói bà tôi đi mà lộ ở trong nhà bà nói nè, bà nói bà kim đầu thai đã lâu chết bằng mã chi cho một uống. Dù mùng đó ngoại nấu cơm nó nước ăn nước lớn mới về nhà nó được. Hồi trước nó ở gia đình ở xa, nó nghe tôi cũng nhờ mấy thằng đó gì nó cũng cho tôi đó hà, ta xuồng mua xuồng nó đóng giáng sản cho dặm được nó cho. Là đi bắt nghêu hả bà ta? Anh nói đông người vừa rồi cái bắt nghêu cạn nó đông người gì anh Việt lắm ơi, cái kéo xuồng đi đông, tôi khỏi đông, đông rồi xuyên uống nước về tôi nắm rửa dùng bùn. Tụi nó ngoài nấu cơm, nấu nước, ăn uống đầy hết, nước lớn mới về nhà nó được. Dạ. Là hồi xưa bà Tám đi bắt nghêu á hả? Bán họ bà Vinh tỉnh vào mà điều hành họ không mua, không mua có tôi không à. Nó ngày đó tôi bán tôi nhà vừa rồi, tôi té tôi đi không được cho tôi đi được. Tôi... Ở đây nhà đất nước con nhụy đó đó, mà đào đường không cho đi, má nó đào đường bà chết rồi. Đào đường không cho đi, đi đúng đất mòn đường. Tôi không có nhờ anh em được cái gì đâu. À giờ cái giò bà Tám đau bà Tám đi không được hả? Đâu đó tôi tự mần tự ăn rồi, có hồi thì té đến giờ tôi đi không được. Nói tôi gì làm tôi ăn được. Tôi đi ngoài lộ cái bà đó trong nhà bà nói vậy, bà nói bà chim đầu thai bà mà mần mã chi số một uống một rồi bỏ rồi mần mã chi số một bà ăn trái cây bán ăn bánh. Tôi đâu có biết bà thầy đó. Dạ. Nhà bà nói tôi đi ngoài lộ, nhà bà nói vậy đó. Bà nói bà Tám á hả? Vợ Hải, ở nhà Lê Hải, Lê Hải nói tôi có thấy bà đây ra sao. Dạ. Thì bà Tám làm mã rồi, giờ một rồi, hư rồi. Tôi nói là tôi không nghe. Chuyện bà Tám nói bà Tám làm mã rồi, hư luôn rồi hả? Ăn cái cây cá rôm ăn sạch sẽ. Dạ. Ăn hôm đó 10 ngày ăn bữa ngày, bữa nay 10 ngày ăn ngày không đủ, 15 ngày ăn ngày. Bầu nước này cũng nhà nước cho nè. Dạ. Mà bà Tám không có ăn bánh, chỉ ăn trái cây à. Dạ. Nhà nước cho tôi cái mùng cái mền máng nè, bà lớn họ không lấy lẻo nhỏ, trong chùa cho cái mùng cái mền với một tí gạo với thùng mì tôm với sầu chuỗi, chuỗi nước dày nước thì cho đó thì bị mất cái mùng với cái mền luôn hả? Hỏi tôi chùa nào tôi đâu biết, tôi đâu dạ. Biết chữ mà họ đâu có để trên đó không biết. Dạ. Thì mất cái mùng cái mền luôn hả bà Tám? Hả? Thì mất cái mùng cái mền luôn hả? Không có cửa hả? Không mất có cửa. Tôi mù quá không thấy đường. Dạ. Mướn mà để nó nhổ luôn cầm mà trăm ngàn không đi. Rồi bà nấu cơm chưa? Hả? Bà nấu cơm chưa? Ăn cơm chưa hả? Dạ. Ăn rồi. Ăn sớm chưa dạ? Bữa nào vậy ăn sớm. Dạ. Hôm nay sáng bà Tám ăn cơm với gì? Ăn cua mà ăn cua chết quay đâu. Dạ. Không có thịt. Dạ. Ai cho hả bà Tám mua? Đồ ăn ít sạch ra. Dạ. Con cá ăn sạch ra. Dạ. Ăn cái cây này trống, trống tiền nhiều chứ đồ trống cá ăn sạch ra. Hôm đó 10 ngày ăn ngày, nay 15 ngày ăn ngày. Mà sáng mượn nuôi tôm là không có tôm. Cái chục cái đập là không có tôm. Tôi là 8 em mà chết rồi, còn mình tôi. Ba mẹ chết hết rồi, anh em cũng chết hết rồi, anh chị. Ba anh trai. Đi lâu rồi cũng chết lắm rồi, không ai còn. Yeah.
có mình tôi ai nuôi mình sống dài á. Tôi cơm cháo tôi nấu bà hết ăn nữa, anh em tôi anh tư tôi canh, anh thức em ngủ, anh ngủ em thức, anh em tôi canh cho mấy người gái không ai canh á, đó đèn vô buồn ngủ giấc đến sáng. Tôi không có bỏ ai nữa. Anh em tôi không bỏ mà con cháu tôi không bỏ nữa. Giờ tôi không ai nói cho tôi rằng có tiền họ có lợi. Mà bà con bà đông con bà giàu lắm, bà cũng giàu, con bà cũng giàu chết rồi mà hồi bệnh 2-3 năm mới chết mà nó đi chỗ cô gì ngồi đen ghế rồi. Còn tôi không ai lợi nữa, thấy tôi bèo nhờ sợ xin tiền, tôi không có xin đâu, mà ăn tôi không có xin, mắt nó sốt chứ không có lên, 2 giờ đứng không có được, cổ nè. Nó lên không được, nó xuống không được, nó lên nó cũng đau, nó xuống cũng đau. Vậy là ngang ngang bình thường thôi. Đây là chỗ bà Tám ngủ. Ủy ban nói cảm thấy nói tôi nói người thôi bà Ba Quân cái rảnh là bà có con mà cho bà nhà, tôi nói bà Tám ai cho không ai cho, bà ta có con mà cho, họ nói bà Tám con cháu đông cháu giàu thiếu gì, thiếu mà nó ám ảnh ăn lương vợ nó con cháu nuôi mình ha, mà xin gặp tử không có. Cô anh trước hả bà Tám, anh trước hả anh sao? Đây là chỗ bà Tám đi thường ngày ra đây múc nước để sinh hoạt nè. Thế là đi nụ nhà đứt láng láng đi chỗ ngoài lộ chứ không có được. Lộ nó dây ngang dọc đẩy không nổi. Tôi cần chiếc xe chứ anh giờ không cho tôi gạo cũng được, cái này họ cho ăn nó chứ không có anh mua chục ký cũng được, ăn không bao nhiêu. Dạ. Bà Lăng đi vô giường. Kéo vô giường. Lên giường. Đây là cái ngồi lại xây lên gì. Dạ. Dạ. Xây lại. À, vậy đó. Dạ. Thì ông bé nó cũng cho chiếc xe kìa, cũng chạy ngang dọc dưới hai cái dĩa đó, coi dụng cái còn cái đi mắt đẹp đó kéo không được, chồng nó chết rồi nó cho ra đi không được. Dạ.
hôm trước nói với chú đó, tôi nói rảnh ra cạo nhiều, thiên tiền mấy bà ra cạo á, tôi với xe không cần gạo cũng được á. Dạ. Hôm cũng chú chụp hình, rảnh chụp hình 4-5 lần, hỏi tên hỏi họ, tôi nói hỏi ế mà chi hỏi gì vậy? Này có 4 cây đinh, hai bên ở bên có 4 cây đinh. Dạ. Cái video mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của mình. Giờ bà Tám bắt truyền hình coi rồi đó, ngồi coi tivi nè. Thôi hả? Chị đỡ đi. Rốt cuộc cô là thần tiên từ đâu tới vậy? Ồ, không phải kìa, chị đoán sao? Trò trẻ con này thật là chán, không nói với cậu được. Ê, đợi một chút. Chị đã đồng ý dùng bữa tối với tôi rồi mà. Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Chị không đi, thật chẳng nể mặt tôi gì.